Chào các em học sinh thân mến, hôm nay thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em bài tiếp theo của phần số học lớp 6, đó là bài tìm tỉ số của hai số. Trước khi vào phần nội dung của bài học, thầy muốn các em cùng tập trung lên bảng với thầy để chúng ta xem mục tiêu mà các em cần phải nắm được ở bài hôm nay gồm những nội dung gì. Thứ nhất, đó là về lý thuyết. Lý thuyết thì các em cần nắm các vấn đề như sau. Một, đó là tỉ số của hai số. Hai, là tỉ số phần trăm. 3 là tỷ lệ xích. Đó. Thế thì thầy thấy rằng là cái tỷ số hai số và tỷ số phần trăm này có thể một số bạn đã mường tượng được là ra vấn đề rồi. Nhưng riêng cái tỷ lệ xích này, thì chúng ta có thể là nhiều bạn là chúng ta chưa nắm được. Và nhưng mà chúng ta lại gặp rồi. Nếu bạn nào từng đọc bản đồ ấy, các em đọc các bản đồ thì các em thấy rằng là ở bên góc trên hoặc là góc dưới bản đồ thì người ta thường ghi một cái tỷ số là 1 chấm bao nhiêu đó, 1.2000, 1.5000 hay là 1.20000, vân vân là như vậy. Thế thì cái đó là cái gì? Thì cái đó chính là cái tỷ lệ xích này. Đó. Thì chút nữa chúng ta sẽ nói. Các dạng bài tập thì ở đây chúng ta cần phải nắm các dạng bài tập như thế nào. Một, đó là tìm tỷ số của hai số. Hai, là tìm hai số biết tổng hiệu của chúng và tỷ số của chúng. Nhá. Tìm hai số biết tổng hiệu của chúng và tỷ số của chúng. 3 là tìm tỷ lệ xích của bản đồ, bản vẽ kỹ thuật. Thế thì cái bản đồ và bản vẽ kỹ thuật thì thầy nói qua cho các em thôi. Ví dụ như một cái nhà nó rất to nhưng mà người ta không thể nào người ta vẽ một cái bản vẽ để thiết kế nhà mà to như cái nhà được, mà người ta sẽ lên vẽ lên một tờ giấy A4, A3 gì đó. Thì các em mới thấy rằng là sẽ có một cái tỷ số giữa cái nhà thực và cái tỷ so với cái kích thước trên bản vẽ. Thì người ta gọi là tỷ lệ số bản vẽ kỹ thuật, đó là như vậy. Tỷ lệ phần trăm của một chất có trong dung dịch. Thực ra thì ở đây thầy giới thiệu cho các em thôi ở lớp 6 này, nhưng mà sau này khi các em lên lớp trên á là các em có môn hóa học. Môn hóa học thì người ta sẽ có những cái bài toán tính nồng độ dung dịch thì nó giống như cái này. Nó tương tự như cái này, nhưng ở đây người ta gọi là tỷ số phần trăm thôi nha. Ok chưa nào? Đó. Thế thì ở đây là toàn bộ phần mục tiêu mà các em cần phải nắm được ở bài này. Và bây giờ thầy và các em chúng ta sang phần mục tiêu thứ nhất, đó là về lý thuyết. Một, đó là tỷ số của hai số. Thương trong phép chia A cho B với B khác không gọi là tỷ số của A và B. Nhá, thầy lấy ví dụ như sau. Thầy cho A bằng 5. Đây, thầy cho A bằng 5. Cho A bằng 5. Thầy cho B bằng 7. Được chưa? A bằng 5, B bằng 7. Thì thầy sẽ suy ra tỷ số của A và B là, tức là A trên B của thầy bằng 5/7. Đấy, đây là tỷ số của A trên B là 5/7. Được chưa? Tức là thương của phép chia, tức là chúng ta lấy 5 chúng ta chia 7 là ra tỷ số của A và B. Ok chưa nào các em? Tỷ số của A và B ký hiệu là A chia B. Đây này, ký hiệu là A chia B tức là 5 chia 7. Và ký hiệu là A trên B tức là A chia B thì bằng 5 trên 7. Được chưa? Đó. Vậy tất cả những bài toán liên quan đến xác định tỷ số của hai số thì chúng ta chỉ cần thực hiện phép chia hai số đó thôi. Và chúng ta viết nó dưới dạng là phân số là A trên B. Và phân số này các em có thể rút gọn nó đi nếu có thể. Ví dụ thế này chẳng hạn. Thầy cho A bằng 8, B bằng 24 chẳng hạn. Thì lúc này thầy sẽ suy ra ngay là tỷ số của A và B là A trên B của thầy bằng 8 trên 24 và bằng 1/3. Đó, tỷ số của A trên B bằng 8 trên 24 và bằng 1/3. Thì đây là tỷ số của hai số. Em hiểu ý chưa nào? Nhá. Và các em chú ý này, khi nói tỷ số của hai đại lượng thì hai đại lượng phải cùng đơn vị. Cái này rất quan trọng. Vì sao lại quan trọng? Thầy nói đơn giản thế này. Bạn nam thì có 10 kg thóc. 10 kg thóc nhá. Bạn bình thì có 10 kg vàng đi chẳng hạn. To, nhìn to. Thế thì nếu như em bảo là tài sản của hai bạn có tỷ số như thế nào? Em lấy 10 kg thóc em chia cho 10 kg vàng là không được.
thì lúc này em bảo rằng tỷ số tài sản của hai bạn là 1-1 là sai. Vì sao sai? Về khối lượng thì nó bằng nhau, nhưng đơn vị lại là khác nhau. Vì kilogram thóc và kilogram vàng là khác đơn vị, chúng ta không thể so sánh được. Hay là thế này, các em có một độ dài, ví dụ thầy lấy ví dụ thế này thôi nhá. Thầy lấy ví dụ thế này, A của thầy bằng 5m, B của thầy thì bằng 5cm. Thì tỷ số của A và B thì suy ra ngay là tỷ số của A và B là A trên B thì bằng gì? Ở đây vì mét và cm là khác đơn vị, cho nên em không thể lấy 5 chia 5 được, mà em phải đổi nó về cùng đơn vị. Tức là gì? A có thể là 5m, em phải đổi về cm, tức là bằng 500cm. Và B có thể là 5cm, và đây tỷ số của nó là 100. Em hiểu không nào? Tức là nó phải cùng đơn vị thì chúng ta mới được lập tỷ số. Nhớ nhá các em, phải nhớ cái này rất cẩn thận cho thầy. Từ giờ cho đến lớp trên, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì các em luôn luôn phải nhớ và dặn lòng mình rằng là tỷ số của hai số nó phải cùng đơn vị. Nếu không cùng đơn vị các em không được lập tỷ số. Ok chưa nào? Đó là tỷ số của hai số. Tiếp theo chúng ta sang tỷ số phần trăm. Muốn tìm tỷ số phần trăm của A và B, ta nhân A với 100, lấy A nhân với 100 này, rồi chia cho B và viết thêm ký hiệu phần trăm. Đây là chúng ta có A nhân với 100 trên B nhân 1% thôi, thêm cái ký hiệu phần trăm này. Rất đơn giản thôi, nó giống y là tỷ số, nhưng bây giờ từ tỷ số đưa ra tỷ số phần trăm là chúng ta nhân với 100 và chúng ta thêm ký hiệu phần trăm là ok. Hiểu không nào? Thầy lấy ví dụ thế này, là tỷ số phần trăm của A bằng 1, B bằng 2 là sao nào? Chúng ta lấy 1 chúng ta chia cho 2, được chưa? Nhưng chúng ta nhân với 100, đơn vị là phần trăm này nữa này, là ok thôi. Và 1 phần 2 nhân với 100 tức là bằng 50%, được chưa? Nhớ nhá. Vậy các em muốn xác định tỷ số phần trăm rất đơn giản, chỉ bằng cách là các em lấy cái tỷ số đó nhân với 100 nhưng mà thêm cái ký hiệu phần trăm về phía sau là ok. Hiểu con nào? Nhá. Tiếp theo chúng ta sang phần tỷ lệ xích. Tỷ lệ xích thì thực ra thì các em cũng đã được thấy rất nhiều nếu như các em đọc về phần bản đồ. Các em thấy bản đồ của chúng ta, một số cái bản đồ á, vẽ ví dụ như là bản đồ Việt Nam hay là bản đồ về thế giới, thì các em thấy luôn luôn có thể là nói như cái phần mục tiêu thì là nói rồi. Thế ở như phía góc này này, người ta ghi có một tỷ số, thì đó chính là tỷ lệ xích. Tỷ lệ xích của một bản vẽ là tỷ số khoảng cách của A giữa hai điểm trên bản vẽ hoặc bản đồ, bản vẽ hoặc bản đồ. Tức là ví dụ như nhà là bản vẽ, nhưng ví dụ Việt Nam mình thì người ta gọi là bản đồ, là khoảng cách B giữa hai điểm tương ứng trong thực tế. Tức là sao? Đây thầy lấy ví dụ thế này nhá. Thầy lấy ví dụ này các em dễ hiểu này. Ví dụ như là từ Hà Nội, thầy nói là từ Hà Nội nhá, thực tế này, từ Hà Nội mà vào thành phố Hồ Chí Minh là 1.600 km. Được chưa? Thực tế nhá, là từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là 1.600 km. Nhưng ở trên một bản đồ, trên một cái bản đồ, em lấy thước em đo thì em thấy Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, đây là thực tế nhá, là 1.600 km. Nhưng mà trên một cái bản đồ nào đó mà các em lấy thước kẻ các em đo thì em thấy từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chỉ có là 16cm thôi, đúng không? Đây là thực tế này, còn đây là trên bản đồ. Thì lúc này người ta sẽ xác định được tỷ lệ xích giữa bản đồ và thực tế. Thì lúc này người ta sẽ suy ra ngay tỷ lệ xích. Tỷ lệ xích là gì? Là 16cm trên 1.600 km. Nhưng các em phải đổi về đơn vị. Nào, 1.600 km, đúng không? Chúng ta đổi ra mét, chúng ta đổi tiếp theo sang tỷ nữa, được chưa? Thì 16 với 16 hết, chúng ta có bằng 1 trên 2 5 7 số 0.
đúng không? Đấy. Và khi các em thấy trên bản đồ ấy, là người ta sẽ ghi để tỷ lệ xích cho là 1 này chia cho. Đấy, người ta ghi tỷ lệ xích này, này. Đấy, trên bản đồ người ta ghi này. Đó, đó chính là tỷ lệ xích. Được chưa nào? Vậy là các em thấy về lý thuyết này chúng ta chỉ cần nắm được thầy 3 vấn đề. Một, vấn đề thứ nhất ở đây, đó là tỷ số của hai số. Tỷ số của hai số thì chúng ta cần phải nhớ là chúng ta thực hiện phép chia là A chia B. Và chúng ta phải cần lưu ý đó là nó phải cùng đơn vị. Được chưa? Thứ hai là về tỷ số phần trăm. Tỷ số phần trăm này thực ra nó là tỷ số, nhưng chúng ta nhân với 100 và kèm thêm đơn vị này này. Đây, kèm đơn vị phần trăm này đó. Thứ ba, đó là tỷ lệ xích. Tỷ lệ xích này thì các em cần phải lưu ý cho thầy. Đây là một tỷ số giữa hai điểm, nhưng hai điểm này là hai điểm giống nhau. Ví dụ thực tế của chúng ta là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì ở trên bản đồ của chúng ta vẫn phải là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và tỷ lệ xích này thì bằng khoảng cách trên bản đồ chia cho khoảng cách trên thực tế. Đây là 16 cm chia cho 16, 1600 km. Nhưng các em cần phải lưu ý. Lưu ý cái gì? Lưu ý cho thầy cái cùng đơn đơn vị khi lập tỷ số. Cho nên nhiều bạn mà không cẩn thận đó, là bạn nó lấy 16, bạn nó chia cho 1600 và bạn nó ra kết quả là sai ngay. Vì người ta yêu cầu ở đây là nó phải cùng đơn vị cơ. Hiểu chưa nào các em? Nhá. Rồi, ở trên đây là toàn bộ phần lý thuyết. Được chưa? Về phần tỷ số của hai số, các em về nhà xem lại, ghi chép đầy đủ cho thầy. Được chưa? Để các em làm nền tảng, để thầy cùng các em chúng ta giải quyết các dạng bài tập ở các clip tiếp theo. Ok chưa nào các em? Thầy cùng Toliha đã giới thiệu xong đến các em toàn bộ phần mục tiêu và lý thuyết của bài tìm tỷ số của hai số. Ở clip này, thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em các dạng bài tập và cụ thể đó là dạng 1, tính tỷ số của hai số. Vậy bây giờ làm cách nào để chúng ta tính được tỷ số của hai số thì các em cần phải lưu ý phần phương pháp cho thầy như sau. Thứ nhất là các em muốn tính tỷ số của hai số thì các em cần đổi đơn vị của hai số về cùng đơn vị. Tức là các em phải đổi đơn vị của A và B về cùng đơn vị. Về cùng đơn vị là mét, cùng đơn vị là cm hay cùng đơn vị là kg và gam. Tức là AB phải cùng đơn vị. Bước thứ hai là các em thực hiện phép chia A chia B bằng A trên B. Tức là khi cùng đơn vị rồi thì các em mới được thực hiện phép chia. Và A trên B này của thầy nếu có thể thì các em rút gọn đi. Bước 3 là các em rút gọn phân số AB nếu có thể. Được chưa? Rút gọn A trên B cho nếu có thể. Đó. Và trên đây là 3 bước để các em thực hiện giải quyết dạng 1. Và bây giờ thầy cùng các em chúng ta chuyển sang phần ví dụ như sau. Ví dụ 1 của thầy, thầy yêu cầu tìm tỷ số của 1/2m và 700mm. Nào, ví dụ 1 của thầy. Câu A. Một là tính tỷ số. Tính tỷ số của 1/2m và 700mm. Được chưa? Thầy yêu cầu như vậy. Nào, đầu tiên ta có này. Ta có nhá. 1/2m của thầy thực ra là bằng 0.5m. Và nó bằng 500mm. Đúng chưa? Vì 1m bằng 1000mm mà. Ở đây chúng ta 500mm. Vậy chúng ta thấy 500mm và 700mm là cùng đơn vị rồi. Thì chúng ta sẽ suy ra ngay. Vậy suy ra ngay là tỷ số của 1/2m và 700mm là gì? Là 500mm chia cho 700mm. Và đây có thể bằng 5/7. Đó, rất đơn giản, chúng ta xác định ngay là tỷ số của hai đại lượng là 1/2m và 700mm. Tiếp theo là 2/5 giờ và 45 phút. B của thầy là 2/5 giờ và 45 phút. Được chưa? Thế thì đầu tiên là các em đổi giờ sang phút trước. Nào, bây giờ ta có 2/5 giờ của chúng ta thì bằng bao nhiêu phút nào? 1 giờ thì bằng 60 phút, tức là bằng 2/5 nhân với 60 phút, và đây bằng 24 phút. Đúng chưa?
Thế thì đây là 45 phút, đây là 24 phút, tức là nó cùng đơn vị rồi. Vậy thầy sẽ suy ra ngay là tỷ số của 2 phần 5 giờ và 45 phút, đúng chưa? Là chúng ta có 24 phút, chúng ta trên 45 phút, được chưa? Đơn vị là phút mà, thì bằng 24 phần 45. Và bằng 24 phần 45 thì ta cùng rút gọn được cho 3, tức là bằng 8 phần 15. Đó, ok chưa? Đó, rất đơn giản thôi, đúng nào các em? Tiếp theo là chúng ta có là yêu cầu lập tỷ số của cái gì nào? Của 0,7 tạ và 85 kg. Nào, C là 0,7 tạ và 85 kg. Thì các em biết rằng một tạ thì bằng 100 kg, thì ta phải đổi đơn vị trước. Nào, với ta có 0,7 tạ của ta bằng 70 kg. Ok chưa? 0,7 tạ bằng 70 kg. Vậy thầy sẽ suy ra ngay là tỷ số của 0,7 tạ và 85 kg là chúng ta sẽ có là 70 chúng ta trên 85. 70 đây là kg, trên 85 cũng là kg luôn. Và chúng ta rút gọn, chúng ta cùng chia được cho 10 cho 5. 70 chia cho 5 thì chúng ta là bằng 14. 85 chia 5 được 17, là tỷ số 14/17. Được chưa? Đó. Ok chưa nào? Đó. Vậy ở đây chúng ta là muốn tìm tỷ số của hai đại lượng thì quan trọng nhất đầu tiên là các em cần phải đổi đơn vị cho thầy. Khi các em đổi về cùng đơn vị rồi thì việc còn lại là chúng ta chỉ cần lập tỷ số. Khi các em lập tỷ số rồi thì sau cùng là các em phải rút gọn đi cho thầy. Hiểu không nào các em? Đó. Vậy ví dụ một này cũng không hề khó khăn, đúng không nào? Rất đơn giản, đúng không nào các em? Vậy là trên đây thầy đã cùng với các em chúng ta giải quyết xong ví dụ 1. Bây giờ thầy và các em chúng ta chuyển sang ví dụ 2. Ví dụ 2 chúng ta như sau, hãy viết tỷ số sau đây thành tỷ số của hai số nguyên. Đó. Thế chúng ta làm như sau. Ví dụ 2 nha. Ok, câu A là 1,8 chúng ta chia cho 2,4. Được chưa? 1,8 chia cho 2,4 thì chúng ta bằng 1,8 chia 2,4, là thầy viết dưới dạng phân số. Thế thì em thấy này, ở đây đằng sau chúng ta có một số phẩy, đằng sau chúng ta có một số phẩy, thì chúng ta nhân cả tử cả mẫu với 10 để mất phẩy đi, tức là ở đây thầy có là 18/24. Được chưa? Và 18/24 này thì chúng ta rút gọn, thì 18/24 chúng ta cùng chia hết cho 6, tức là nó bằng 3/4. Được chưa? Tiếp theo này, 4/9 chia cho 2/5. Nào, B này, chúng ta có 4/9 chúng ta chia cho 2/5 thì bằng này. Thì đầu tiên là các em phải đưa tất cả các hỗn số này về phân số trước. Chúng ta thấy 4/9 thì 9/4 = 36, cộng 4 là 40, tức là bằng 40/9. Chúng ta chia này, 52 là 10 cộng 1 là 11, 11/5 này. Được chưa? Thế thì chúng ta chia là chúng ta phải nhân nghịch đảo, tức là chúng ta bằng 40/9 nhân với 5/11. Được chưa? Tức là bằng 200/99. Được chưa? Ok không nào? Đó. Tiếp theo này, C là 2/1/3 chia cho 4/2/5. Đây vẫn là một hỗn số. Thế thì các em bắt buộc các em vẫn phải đưa nó về phân số. Nào, C của thầy là 2/1/3 chúng ta chia cho 4/2/5. Và đây bằng 2/1/3 chúng ta là 3 × 2 = 6, cộng 1 là 7, tức là chúng ta có 7/3. Chúng ta chia này, 5/4 = 20 cộng với 2 là 2, 22/5. Mà chúng ta chia là chúng ta nhân nghịch đảo nó lên, tức là bằng 7/3 chúng ta nhân với 5/22. Được chưa? Và bằng, lúc này chúng ta tử nhân tử, mẫu nhân mẫu thôi, 7/5 = 35, tức là chúng ta có 35/66. Được chưa? Ok không nào các em nhá? Tiếp theo nào, 1/3/4 chia cho 0,4. Đây đang là một số gì em nhỉ? Số thập phần.
Vậy các em thấy này, 0,4 chúng ta sẽ đưa nó về phân số bằng cách, ở các clip trước thầy đã nói rất kỹ rồi. Các em thấy là đằng sau số phẩy này là một số, thì chúng ta chỉ cần bỏ số phẩy đi và chúng ta để nó làm tử, còn mẫu là 10 mũ 1. Đúng không? Chúng ta có như sau. B này, 1/3/4. Bạn nào mà chưa biết, còn chưa nắm rõ được cách đổi từ số thập phân về phân số thì các em cần phải xem lại các clip trước cho thầy, được chưa? Và đây thầy bằng, chúng ta đổi 1/3/4 đang là hỗn số, chúng ta đổi về phân số như sau. 4 × 1 = 4, cộng 3 là 7/4. Chúng ta chia 0,4, chúng ta đổi thành là 4/10, được chưa? Chúng ta chia thì chúng ta nhân nghịch đảo, tức là bằng 7/4 nhân với 10/4, được không nào các em? Nghịch đảo mà, tức là bằng 70/16, và chúng ta rút gọn bằng 35/8. Đó, tức tỷ số nó bằng 35/8. Được chưa nào các em? Được chưa nào? Đó. Vậy là trên đây là toàn bộ phần ví dụ và phần phương pháp liên quan đến dạng 1 là tính tỷ số của hai số. Các em về nhà xem lại đầy đủ, ghi chép cẩn thận cho thầy, kể cả phần phương pháp và ví dụ. Thì thầy tin chắc là các em sẽ làm tốt được các bài tập liên quan và tương tự. Hiểu chưa nào các em? Thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em dạng số 2 là tìm hai số biết tổng hiệu của chúng và tỷ số của chúng. Được chưa? Thế thì bây giờ làm cách nào để chúng ta giải quyết dạng 2 này? Thì các em cần phải nắm phương pháp cho thầy như sau. Để tìm hai số A và B, biết A trên B bằng M và A cộng B, hoặc là A trên B bằng M và A trừ B, thì chúng ta làm các bước như sau. Bước 1 là từ tỷ số của A trên B bằng M thì chúng ta sẽ suy ra ngay A bằng B nhân M, được chưa? Bước 2 chúng ta sẽ thay này, thay A bằng B nhân M vào A cộng B, vào A cộng B vì A cộng B là đã biết, hoặc là A trừ B. Ok, bước 3 chúng ta giải xác định được B và từ đó chúng ta suy ra được A, được chưa? Đó là 3 bước để chúng ta giải quyết dạng 2 này. Để các em hiểu rõ hơn về 3 bước này, về phương pháp này, thì thầy và các em chúng ta xem phần ví dụ như sau. Chúng ta có ví dụ 1. Các em nhớ nhá. Tìm hai số AB biết tỷ số của chúng là 2/7 và tổng của hai số bằng 1008. Thế thì đầu tiên chúng ta có, nào, bây giờ ta có nhá, tỷ số này, A trên B của thầy bằng 2/7. Vậy thầy suy ra ngay A của thầy bằng 2/7B, đúng không? Đây, chúng ta làm A trên B bằng M, A trên B bằng M, và A bằng M nhân B, tức là A trên B bằng 2/7 thì A bằng 2/7B. Nào, bắt đầu chúng ta sẽ thay, thay A bằng B nhân M vào đây, vào A cộng B, tức là vào A cộng B bằng 108. Mà A cộng B của thầy thì bằng 108. Vậy thầy sẽ suy ra ngay. Suy ra cái gì? A thì thầy thay bằng B nhân M mà, tức là thay bằng 2/7B cộng với B thì bằng 108. Vậy thầy sẽ suy ra ngay là 2/7 chúng ta cộng với 1, chúng ta nhân với B thì bằng 108. Đây chúng ta quy đồng lên thôi thì chúng ta sẽ suy ra ngay là 9/7B thì bằng 108. Vậy thầy suy ra ngay B của thầy bằng 108, chúng ta chia cho 9/7. Ok chưa? Và lúc này chúng ta sẽ suy ra được ngay, tức là B của thầy bằng 108 nhân với 7/9, tức là nó bằng 84 thôi. Đó, chúng ta tìm ngay được B bằng 84. Khi chúng ta biết được B bằng 84 rồi này, em nhìn đây này, chỉ chúng ta thay vào 1 này này, mà A cộng B bằng 108, chúng ta thay vào 1 thì thầy sẽ suy ra ngay là A cộng với 84 thì bằng 108. Vậy thầy suy ra ngay B của thầy bằng 108, chúng ta trừ cho 84. A thầy xin lỗi A nhé. A bằng 108 trừ 84. Vậy thầy suy ra ngay là A của thầy bằng 24 thôi. Ok chưa? Đó. Vậy đến đây chúng ta kết luận ngay. Vậy A của thầy bằng 24 và B của thầy thì bằng 84. Đó. Chúng ta xác định ngay được A và B. Ok chưa nào các em? Đó. Rất đơn giản đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sang phần ví dụ số 2. Tìm AB biết tỷ số của chúng là 2/1/3 và hiệu của hai số là 60. Ở đây là chúng ta biết tổng và ở kia chúng ta biết hiệu. Nào, ví dụ 2 của chúng ta. Thì đầu tiên là ta có A trên B bằng 2/1/3
và 2/1/3 chúng ta đưa nó về phân số. Đây đang là hỗn số nhá, chúng ta đưa về phân số là bằng 7/3, tức là a trên b bằng 7/3, được chưa? Và khi a trên b bằng 7/3 thì thầy suy ra ngay a bằng 7/3b, ok chưa? A bằng 7/3b, a bằng 7/3b thì thầy sẽ suy ra ngay là a cộng với a, đề bài người ta cho hiệu mà, người ta cho hiệu của hai số là bằng 60, tức là a chúng ta trừ cho b thì bằng 60, đúng không nào? A trừ b bằng 60, được chưa? Đây là mà nhá, mà a trừ b bằng 60 thì thầy suy ra ngay a của thầy bằng 7/3b mà, thì thầy có là 7/3 nhân với b trừ b thì bằng 60. Vậy thầy suy ra ngay, thầy rút b ra ngoài, bên trong là 7/3, chúng ta trừ đi 1 thì bằng 60. Vậy thầy sẽ suy ra ngay 7/3 trừ 1 thì bằng 4/3, tức là chúng ta có b nhân với 4/3 thì bằng 60. Vậy suy ra b của thầy sẽ bằng 60, chúng ta chia cho 4/3, ok chưa? Chia thì chúng ta nhân nghịch đảo. Vậy thầy suy ra ngay b của thầy sẽ bằng 60 nhân với 3/4. Và 60 nhân 3/4 chúng ta rút gọn đi, 60 chia 4 bằng 15, 15 nhân 3 là bằng 45. Đó, b có thể bằng 45. Khi các em biết b rồi, bằng 45 rồi, thì các em muốn tìm a rất đơn giản, chúng ta thay, thay vào 1 thì thầy suy ra ngay là a trừ 45 thì phải bằng 60. Vậy a của thầy sẽ bằng 45 cộng 60, và a của thầy bằng 105. Chúng ta tìm ngay được a, ok chưa? Vậy đến đây chúng ta xác định được a bằng 105 rồi và b bằng 45. Vậy chúng ta kết luận ngay, vậy chúng ta có a thì bằng 105 và b của thầy thì bằng 45 thôi, ok chưa nào các em? Đó nhá. Vậy em thấy rằng là thông qua hai ví dụ này thì các em thấy muốn xác định hai số khi biết tỉ số của nó và tổng hoặc hiệu thì rất đơn giản. Các em chỉ cần bê nguyên cái phần phương pháp này vào là các em làm được thôi. Để bê nguyên phần phương pháp vào cả hai ví dụ là các em giải quyết rất tốt dạng bài tập này thôi, nó không hề khó, đúng không nào các em? Đó, vậy là trên đây là toàn bộ phần ví dụ và phần phương pháp để các em giải quyết dạng 2, tìm hai số biết tổng hiệu của chúng và tỉ số của chúng. Các em về nhà xem lại một lần nữa, ghi chép cẩn thận đầy đủ, luyện tập thêm thì thầy tin là các em sẽ làm tốt các bài tập tương tự. Thầy cùng Toliha đã giới thiệu xong đến các em dạng số 2 của bài toán liên quan đến bài tìm tỉ số của hai số. Ở clip này thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em dạng số 3 là tìm tỉ lệ xích của bản đồ và bản vẽ kỹ thuật. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể tìm được tỉ lệ xích của bản đồ và bản vẽ kỹ thuật thì các em cần nắm phương pháp cho thầy như sau. Bước 1 là các em xác định hai vị trí tương ứng trên thực địa và bản đồ. Thực ra bước 1 này rất nhiều bạn chủ quan. Chủ quan nào là các em thường là không để ý đến bước 1 này. Nhưng các em nên nhớ cho thầy như sau. Tức là các em muốn tìm được tỉ lệ xích thì bắt buộc hai điểm ở trên bản đồ và thực tế là phải giống nhau thì mới tìm được tỉ lệ xích. Không thể nào em đo cái đoạn đường từ Hà Nội vào Thanh Hóa ở trên bản đồ mà em lại chia cho đoạn đường thực tế từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh được, đúng không nào? Mà bắt buộc nếu như em đo ở thực địa nhá, ngoài thực tế là từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì trên bản đồ em cũng phải đo từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Đó, từ điểm biểu diễn Hà Nội và điểm biểu diễn thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đó, cho nên việc đầu tiên của chúng ta là xác định vị trí tương ứng trên thực địa của bản đồ. Bước 2 là em đổi đơn vị độ dài hai điểm đó trên bản đồ và thực địa. Tức là em phải đưa chúng về cùng một đơn vị độ dài, có thể là cùng mét, cùng cm thì tùy. Bước 3 là em xác định tỉ lệ xích. Lúc này các em chỉ cần thực hiện rút gọn phân số là chúng ta tìm được tỉ lệ xích thôi, ok chưa nào? Đó, đây tỉ lệ xích T bằng A trên B với AB là cùng đơn vị. T được gọi là ký hiệu của tỉ lệ xích. A là khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ hoặc bản vẽ hoặc bản đồ. B là khoảng cách giữa hai điểm tương ứng trong thực tế, được chưa? Đó, vậy trên đây là toàn bộ phần phương pháp để các em tìm tỉ lệ xích của bản đồ và bản vẽ kỹ thuật. Nào, chúng ta sang phần ví dụ 1 cho xong. Ví dụ 1 của chúng ta này, tìm tỉ lệ xích của bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là 1.600 km, còn trên bản đồ là bằng 880 cm. Nào, đầu tiên là nào ta có nhá, nào ta có cái gì? Thứ nhất,
là quãng đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Được chưa? Thành phố Hồ Chí Minh trên thực tế là 1.600 km. Và chúng ta phải đổi nó về cm là bằng gì nhỉ? Bằng 1.600 km và đổi sang cm đây. Đó. Được chưa? Chúng ta phải đổi luôn đơn vị. Thứ hai là khoảng cách. Thứ hai là khoảng cách từ Hà Nội. Thứ hai là khoảng cách Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ là 80 cm. Được chưa? Là 80 cm. Vậy thầy suy ra ngay, từ đây thầy sẽ suy ra ngay tỷ lệ xích của bản đồ. Suy ra tỷ lệ xích của bản đồ là, tỷ lệ xích của chúng ta là T bằng bằng độ khoảng cách trên bản đồ chia cho khoảng cách thực tế. Tức là chúng ta bằng 80, chúng ta chia cho 1600. Được chưa? Và chúng ta rút gọn này, bằng gì? 80 và 160 thì chúng ta còn 1/2. 24600. 24600. Đúng chưa? Đấy, để chúng ta xác định ngay được tỷ lệ xích của bản đồ là 1/2 triệu. Đúng nào? Đây chính là tỷ lệ xích của bản đồ. Nào vậy, chúng ta kết luận ngay. Vậy tỷ lệ xích của bản đồ là 1/2 triệu. Đó, các em thấy chưa nào? Đấy, để các em mới thấy rằng là các em muốn xác định được tỷ lệ xích của bản đồ thì quan trọng nhất là các em phải xác định được độ dài ở thực tế, độ dài trên bản đồ. Các em đổi về cùng đơn vị sau em lập tỷ số là ok thôi. Đúng nào? Nhá. Không hề khó khăn gì hết. À, nếu các em hiểu rồi á thì nó rất đơn giản thôi, không hề khó khăn một chút nào hết. Nhưng mà khi chưa hiểu á thì nó là vấn đề đấy. Vậy là trên đây chúng ta đã cùng các em chúng ta giải quyết xong ví dụ 1. Bây giờ thầy và các em chúng ta chuyển sang ví dụ 2. Trên bản đồ tỷ lệ xích 1/100, chiều cao tòa nhà là 40 cm. Người ta yêu cầu tính chiều cao thật của tòa nhà. Nhá, đây là bản vẽ của chúng ta đúng không? Đó, vậy ví dụ 2 này này và ví dụ 1 này nó khác nhau ở chỗ nào? Ví dụ 1 của chúng ta là bài toán là người ta cho các em độ dài thực tế và độ dài trên bản vẽ, khoảng cách trên bản vẽ. Và người ta yêu cầu các em tìm tỷ lệ xích. Còn ví dụ 2 này chúng ta ngược lại là người ta cho tỷ lệ xích, người ta cho chiều cao của tòa nhà trên bản vẽ và yêu cầu tìm thực tế. Đó, đó là bài toán ngược lại của bài ví dụ 1 thôi. Ok, chúng ta làm như sau. Thầy sẽ gọi chiều cao của tòa nhà, chiều cao tòa nhà ở thực tế là x cm. Thầy sẽ gọi là x cm trước. Tại vì ở đây người ta cho chiều cao của tòa nhà là 40 cm thì chúng ta gọi là x cm, sau thầy đổi đơn vị sau. Nhưng mà vì trong cái bản đồ mà tỷ lệ xích là 1/100, 1/5 thì chiều cao của tòa nhà là 40 cm. Chiều cao của tòa nhà là 40 cm. Được chưa? Chiều cao của tòa nhà là 40 cm. Vậy thầy sẽ suy ra ngay. Suy ra cái gì? Suy ra là 40 chúng ta chia cho x thì bằng 1/100. Đúng chưa? Vậy lúc này chúng ta sẽ suy ra ngay x bằng 40 nhân với 100, tức là chúng ta bằng 4.000 cm. Ok chưa? Lúc này chúng ta suy ra ngay x của thầy bằng 40 mét. Đó. Đấy. Vậy lúc này chúng ta đổi ra ngay từ cm cho đổi ra mét. Chúng ta kết luận luôn. Vậy
chiều cao của tòa nhà là 40m. Được chưa nào các em nhá. Đó. Vậy thực ra các em muốn xác định chiều cao của một tòa nhà thì không hề khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ là các em phải xác định được mối quan hệ giữa tỷ lệ xích với cái đại lượng người ta cho. Đại lượng người ta cho có thể là ở thực tế hoặc là trên bản đồ, thì tùy bài để chúng ta xác định. Được chưa nào các em nhá. Vậy là trên đây là toàn bộ phần ví dụ và phần phương pháp của bài toán liên quan đến tỷ lệ xích của bản đồ và bản vẽ kỹ thuật. Các em về nhà xem lại toàn bộ phần ví dụ và phần phương pháp mà thầy đã giới thiệu để các em ghi chép đầy đủ cho thầy, luyện tập thêm. Thì thầy tin chắc các em sẽ giải quyết tốt dạng bài tập này thôi. Ok chưa nào các em?